Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ tư khóa 11. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Quý chủ trì. Quý 1 năm 2024, các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời sống cho đoàn viên, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đoàn viên người lao động khó khăn, đồng hành với người sử dụng lao động phục hồi sản xuất kinh doanh. Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và thông qua 3 dự thảo chương trình đột phá, tập trung nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Trọng tâm là đối thoại thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2023-2028, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực Ngoài nhà nước có trí tuệ bản lĩnh, tâm quyết trách nhiệm uy tín, đáp ứng tình hình mới, giai đoạn 2023-2028, đẩy mạnh phương thức chỉ đạo điều hành hoạt động công đoàn, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn giai đoạn 2023-2028.